Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Điểm tin bóng đá, và sau đây thì mời quý vị và các bạn đến với phần tổng hợp tin tức bóng đá chiều ngày hôm nay, mùng 5 tháng 11. Trong bản tin này thì chúng tôi xin mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Tuyển Thái Lan nhận tổn thất cực lớn trước thềm đấu Malaysia và Việt Nam. Phù thủy trắng của U19 Việt Nam tuyên bố mạnh mẽ khiến cho người hâm mộ yên tâm về lứa kế cận Quang Hải Công Phượng. Truyền thông UAE hoang mang lo lắng cho đội nhà sẽ thua Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin chi tiết. Ông Akira Nishino mới đây đã chốt danh sách 24 cầu thủ tham dự hai trận đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 11. Thưa quý vị và các bạn, chỉ được đăng ký tối đa 23 cầu thủ mỗi trận đấu, nhưng ông Akira Nishino tạm giữ quân số của tuyển Thái Lan là 24. Thiraton Bunmathan bị treo giò ở trận gặp Malaysia nhưng sẽ trở lại đội hình khi đội bóng xứ sở chùa vàng đối đầu với tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Nhân sự đội tuyển Thái Lan không có nhiều biến động so với những trận đấu trước. Những gương mặt mới mà ông Akira Nishino gọi lên trong danh sách 32 cầu thủ ban đầu đều bị loại. Các trụ cột vắng mặt ở trận gặp UAE do chấn thương là Tristan Đỗ và Messi Thái Chanathip Sungrasin đều bình phục trở lại. Tài năng trẻ Suphanat sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở vòng loại U19 châu Á sẽ quay trở lại đội tuyển Thái Lan. Cái tên đáng chú ý nhất bị ông Akira Nishino gạch tên không tham dự hai trận gặp Malaysia và Việt Nam, đó là Thitipan. Đây là cái tên mà các cổ động viên của Việt Nam không mấy thiện cảm với những va chạm trong hai lần đối đầu gần đây giữa hai đội tuyển. Thitipan từng có những hành động không đẹp khi tát Đoàn Văn Hậu ở Kiss Cup và đạp gầm giày vào Quế Ngọc Hải ở lượt trận mở màn vòng loại. Tuy nhiên, ở trận đấu tiếp theo, anh gặp chấn thương và chưa bình phục hoàn toàn, khiến cho ông Nishino không còn cách nào khác là phải loại anh này. Phù thủy của U19 Việt Nam tuyên bố mạnh mẽ khiến người hâm mộ yên tâm về lứa kế cận Quang Hải Công Phượng. Trước ngày khai mạc vòng loại bảng G giải U19 châu Á 2020, huấn luyện viên Philippe Chaussier, hay còn được gọi với cái tên Phù thủy trắng, tuyên bố U19 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ nòng cốt mạnh, đồng đều và tự tin lấy vé dự vòng chung kết sẽ diễn ra tại Uzbekistan. Các trận đấu tại bảng G vòng loại giải bóng đá U19 vô địch châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 11 trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh. Chủ nhà Việt Nam sẽ chạm trán với các đối thủ gồm U19 Nhật Bản, Mông Cổ và đảo Guam. So với sự nổi tiếng của U19 Nhật Bản, Guam và Mông Cổ là hai đội bóng im tiếng nhất. Họ đến giải đấu với một nòng cốt ít va chạm ở đấu trường quốc tế, cùng mục tiêu cọ sát, học hỏi kinh nghiệm và nâng tầm chất lượng cầu thủ. U19 Mông Cổ sẽ chạm trán chủ nhà U19 Việt Nam trong trận khai mạc vòng loại bảng G giải bóng đá U19 châu Á 2020, và huấn luyện viên của hai đội đều chưa nắm rõ được thông tin của đối thủ sắp tới. Thông qua truyền thông, chúng tôi biết đội chủ nhà sở hữu một lực lượng cầu thủ trẻ đầy tài năng, được dẫn dắt bởi một vị chiến lược gia nhiều kinh nghiệm và danh tiếng. Huấn luyện viên của U19 Mông Cổ cho biết, cùng với U19 Nhật Bản, chủ nhà Việt Nam được nhận định là hai đội bóng ứng cử viên cho suất tham dự vòng chung kết U19 châu Á 2020, và chiến lược gia 64 tuổi người Pháp Philippe Chaussier nhấn mạnh rằng các học trò U19 Việt Nam của ông đã có sự chuẩn bị tốt để đương đầu với các đối thủ tại bảng G. Tôi có nhiều thông tin về U19 Nhật Bản vì họ đến từ nền bóng đá hiện đại và phát triển nhất nhì ở châu lục. Tuy nhiên, về hai đối thủ còn lại là Guam và Mông Cổ thì không nắm rõ bởi ít xem họ thi đấu. Trên lý thuyết, U19 Nhật Bản là hạt giống số 1, nhưng thực tế còn phải chờ mà trình diễn trên sân. Chúng tôi biết rằng trận đấu đầu tiên là luôn áp lực và khó khăn đối với tất cả các đội bóng, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để tiếp đón Mông Cổ với kết quả tốt nhất, huấn luyện viên trưởng tuyển U19 Việt Nam chia sẻ. Trước đó thì chiến lược gia từng dẫn dắt 7 đội tuyển quốc gia này đã sàng lọc các cầu thủ từ giải tập huấn ở Thái Lan và trận giao hữu với đội U19 FK Sarajevo. Phù thủy trắng đánh giá cao việc U19 Việt Nam thi đấu và cọ sát tại các giải có chất lượng chuyên môn cao như ở Thái Lan vừa qua, vì đó là cơ hội để ông nhận xét về chất lượng cầu thủ, chọn lọc các nhân tố nổi bật và rút ra những kinh nghiệm quý báu để truyền tải đến các học trò. Khi chỉ vừa mới nhận nhiệm vụ dẫn dắt U19 Việt Nam thay thế người đồng nghiệp Hoàng Anh Tuấn. Dựa vào tính cân bằng và sự đồng đều trong chiến thuật đấu pháp của U19 Việt Nam, tôi rút ra danh sách cầu thủ tham dự vòng loại U19 châu Á tại kỳ này. Tôi đã loại một số cầu thủ và giữ lại một số khác thông qua những đánh giá chuyên môn của họ có phù hợp hay không trong sơ đồ, trong đấu pháp của tôi.
Thật tiếc khi Tiến Sinh bị chấn thương và không thể góp mặt ở giải đấu này, nhưng U19 Việt Nam đã có sự thay thế phù hợp và xứng đáng, sẵn sàng tranh suất dự vòng chung kết U19 châu Á 2020 sắp tới. Huấn luyện viên Chu Xie nói thêm. Nhận xét về đội chủ nhà, huấn luyện viên trưởng U19 Nhật Bản cho biết năng lực của huấn luyện viên Chu Xie là quá nổi tiếng tại Nhật Bản và U19 Việt Nam được ông dẫn dắt sẽ là một đối thủ khó chịu nhất với chúng tôi. Tuy nhiên thì chúng tôi may mắn có được cơ hội được quan sát đội chủ nhà thi đấu hai trận trước khi chạm trán với họ và đó là cơ hội để cho chúng tôi tìm ra phương án và chiến thuật hợp lý nhất để đối đầu với thầy trò ông Chu Xie. Lối chơi của chúng tôi phụ thuộc vào năng lực và tố chất của từng cầu thủ, vì vậy Nhật Bản sẽ có kế hoạch chi tiết khi tiếp đón từng đối thủ. Theo kế hoạch thi đấu ở bảng G vòng loại U19 châu Á 2020, vào lúc 19 giờ từng ngày thì U19 Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Mông Cổ ngày 6 tháng 11, Đảo Guam ngày 8 tháng 11 và Nhật Bản ngày 10 tháng 11. Đội Nhật Bản sẽ giành suất đầu tiên đến vòng chung kết U19 châu Á 2020 sẽ diễn ra ở Uzbekistan. Các đội nhì bảng sẽ tranh 4 hoặc 5 suất còn lại tùy theo thứ hạng của chủ nhà Uzbekistan tại vòng loại này. Truyền thông UAE hoang mang lo lắng đội nhà sẽ thua Việt Nam. Sau trận thua đội tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ 3, đội tuyển UAE thường xuyên trở thành một đề tài bàn tán trên các mặt báo của nước này. Sự có mặt của tiền đạo Zayed Al-Amri, nhạc trưởng Omar Abdulrahman có vai trò rất quan trọng trong loạt trận tháng 11 tiếp theo. Theo thông tin có được thì huấn luyện viên Van Marwijk không có ý định thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong danh sách trong đợt tập trung tháng 11 chuẩn bị cho vòng loại World Cup sắp tới. Tờ Al Ittihad của UAE đăng tải bài phân tích về đội nhà trước cuộc chạm trán với Việt Nam vào ngày 14 tháng 11 tới đây. Với đội hình quen thuộc này thì chắc chắn ông Van Marwijk cũng không có nhiều sự thay đổi về chiến thuật. Bên cạnh đó, báo giới UAE cũng tỏ ra khá lo lắng trước cuộc chạm trán đầy cam go với Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Đoàn quân của ông Bert Van Marwijk chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi đối đầu với Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Ali Macau vì nhận đủ số thẻ vàng. Trong khi đó thì tờ The National lại chỉ ra một loạt các điểm yếu của đội nhà. Trận đấu với Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu của chúng ta ở vòng loại World Cup. Đối thủ đang có phong độ cao, từng lọt đến tứ kết Asian Cup 2019 hồi đầu năm. Chúng ta cần phải khắc phục những điểm yếu, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Cả 3 bàn thua đến thời điểm này của đội đều xuất phát từ những quả tạt cánh. Hai hành lang cánh chính là tử huyệt của chúng ta. Chúng ta đang bộc lộ rất nhiều vấn đề. Huấn luyện viên trưởng nên trao cơ hội cho Hamdan Al-Kamali. Trái ngược với sự lo lắng của báo giới UAE thì hậu vệ Hamdan Al-Kamali tỏ ra tự tin trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình của Việt Nam. Không có gì phải sợ tại vòng loại World Cup sau khi đội đã có 6 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên, trong đó có 2 trận sân khách. Chúng ta sẽ đến Việt Nam vào tháng 11 để giành 3 điểm trước khi quay trở lại sân nhà và hoàn tất nhiệm vụ tại đây. UAE đang khát khao World Cup sau thất bại tại vòng loại năm 2018. Đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên mới, ông Bert Van Marwijk. Các đội ở Đông Nam Á đang ngày một mạnh lên, bởi vậy cầu thủ của chúng ta cần thêm thời gian cọ sát để tích lũy kinh nghiệm, sự tự tin trước khi gặt hái những thành quả. Truyền thông UAE hoang mang lo lắng đội nhà sẽ thua Việt Nam. Sau trận thua đội tuyển Thái Lan ở lượt trận thứ 3, đội tuyển UAE thường xuyên trở thành một đề tài bàn tán trên các mặt báo của nước này. Sự có mặt của tiền đạo Zayed Al-Amri, nhạc trưởng Omar Abdulrahman có vai trò rất quan trọng trong loạt trận tháng 11 tiếp theo. Theo thông tin có được thì huấn luyện viên Van Marwijk không có ý định thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong danh sách trong đợt tập trung tháng 11 chuẩn bị cho vòng loại World Cup sắp tới. Tờ Al Ittihad của UAE đăng tải bài phân tích về đội nhà trước cuộc chạm trán với Việt Nam vào ngày 14 tháng 11 tới đây. Với đội hình quen thuộc này thì chắc chắn ông Van Marwijk cũng không có nhiều sự thay đổi về chiến thuật. Bên cạnh đó, báo giới UAE cũng tỏ ra khá lo lắng trước cuộc chạm trán đầy cam go với Việt Nam trên sân Mỹ Đình. Đoàn quân của ông Bert Van Marwijk chắc chắn sẽ gặp rắc rối khi đối đầu với Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh không có được sự phục vụ của chân sút chủ lực Ali Macau vì nhận đủ số thẻ vàng. Trong khi đó thì tờ The National lại chỉ ra một loạt các điểm yếu của đội nhà. Trận đấu với Việt Nam sẽ ảnh hưởng rất lớn đến mục tiêu của chúng ta ở vòng loại World Cup. Đối thủ đang có phong độ cao, từng lọt đến tứ kết Asian Cup 2019 hồi đầu năm. Chúng ta cần phải khắc phục những điểm yếu, đặc biệt là ở khâu phòng ngự. Cả 3 bàn thua đến thời điểm này của đội đều xuất phát từ những quả tạt cánh. Hai hành lang cánh chính là tử huyệt của chúng ta.
Chúng ta đang bộc lộ rất nhiều vấn đề. Huấn luyện viên trưởng nên trao cơ hội cho Hamdan Al-Kamali. Trái ngược với sự lo lắng của báo giới UAE thì hậu vệ Hamdan Al-Kamali tỏ ra tự tin trước chuyến làm khách tại Mỹ Đình của Việt Nam. Không có gì phải sợ tại vòng loại World Cup sau khi đội đã có 6 điểm sau 3 lượt trận đầu tiên, trong đó có 2 trận sân khách. Chúng ta sẽ đến Việt Nam vào tháng 11 để giành 3 điểm trước khi quay trở lại sân nhà và hoàn tất nhiệm vụ tại đây. UAE đang khát khao World Cup sau thất bại tại vòng loại năm 2018. Đội bóng đang trong giai đoạn chuyển giao và được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên mới, ông Bert Van Marwijk. Các đội ở Đông Nam Á đang ngày một mạnh lên. Bởi vậy, cầu thủ của chúng ta cần thêm thời gian cọ sát để tích lũy kinh nghiệm, sự tự tin trước khi gặt hái những thành quả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để đón nghe những tin tức bóng đá mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.